Ancelotti, trọng tài phát minh ra quả phạt đền. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti bất mãn về trọng tài trong trận Real Madrid hòa Girona 1-1 ở La Liga tối ngày 30 tháng 10. Phút 80 trận đấu trên sân Bernabeu, bóng từ quả đá phạt bên cánh phải của Girona đập trúng Marco Asensio. Sau khi xem lại VAR, trọng tài chính cho rằng tiền đạo của Real đã dùng tay cản bóng và cho đội khách hưởng phạt đền. Từ đây, Cristian Stuani ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Girona. Sau trận, huấn luyện viên Ancelotti bức xúc, Asensio không chạm tay vào bóng. Đó là một tình huống khá rõ ràng và trọng tài đã phát minh ra quả phạt đền. Theo chiến lược gia người Italy, Asensio xác nhận với ông rằng bóng đã trúng ngực của anh. Thủ môn Thibaut Courtois cũng khẳng định đồng đội chạm bóng trước bằng ngực rồi mới bật xuống tay. Bản thân Asensio cũng phản ứng về quả phạt đền này. Anh viết trên Twitter, họ đã giải thích với chúng tôi về tình huống không bị thổi phạt bóng chạm tay hồi đầu mùa. Còn bây giờ thì, ngoài tình huống kể trên, huấn luyện viên Ancelotti còn bức xúc về việc Real không được công nhận bàn của Rodrigo phút 89. Theo nhận định của trọng tài, tiền đạo chủ nhà đã sút khi thủ môn Paulo Gazzaniga đã đặt tay lên bóng. Tuy nhiên, huấn luyện viên của Real cho rằng thủ môn đội khách không hoàn toàn kiểm soát bóng trong tình huống đó, nên Rodrigo có quyền dứt điểm. Real đã khởi đầu không mấy thuận lợi khi tiếp Girona, đội bóng đã thắng họ 2 trong 4 trận gần nhất. Chủ nhà phải chờ đến phút 70 mới mở tỷ số nhờ cú đệm bóng của Vinicius. Sau khi bị gỡ hòa, họ còn mất người vì thẻ đỏ của Toni Kroos ở phút bù giờ thứ nhất. Real vẫn dẫn đầu La Liga với 32 điểm sau 12 trận, nhưng chỉ còn hơn Barca 1 điểm. Hôm qua là trận không thắng thứ 2 liên tiếp của họ, sau thất bại 2-3 trên sân Leipzig ở Champions League.